Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án sơ thẩm đối với 6 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, CDC Khánh Hòa khi mua kích xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại gần 16 tỷ đồng. Theo bản án của Tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên, cả 6 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa CDC Khánh Hòa đều bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoảng 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại điều luật về tội đã truy tố với 6 bị cáo trong vụ án nêu trên, có mức án tù từ 10 năm đến 20 năm. Theo đó, Tòa tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Huỳnh Văn Dõng, cựu giám đốc CDC Khánh Hòa, thời hàng tù tính từ ngày bị bắt giam và được trừ thời gian bị cáo Dõng đã bị tạm giam từ ngày 21 tháng 10 năm 2022 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023. Đó là mức án cao nhất trong số các bị cáo tại phiên tòa này. Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Thị Thúy, giám đốc phòng dự án và Nguyễn Trường Giang, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam VNDAT nhận cùng mức án 18 tháng tù, Cao Văn Cường, chủ hộ kinh doanh Phong Phú bị phạt 15 tháng tù treo. Cả hai bị cáo Giang Thúy đều cư trú tại Hà Nội và đã bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án trong vụ án khác. Bị cáo Trần Quốc Huy, cựu trưởng phòng tổ chức hành chính bị tuyên phạt 1 năm 7 tháng tù và Phan Phương Ngọc cựu nhân viên khoa dược vật tư y tế đều thuộc CDC Khánh Hòa, mức án 1 năm 3 tháng tù. Bị cáo Phan Phương Ngọc, nữ nhân viên khoa dược vật tư y tế CDC Khánh Hòa và bị cáo Cao Văn Cường, chủ hộ kinh doanh cơ sở phong phú tại Nghĩa Đông, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, đều bị tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án 1 năm 3 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận định bị cáo Huỳnh Văn Dõng với tư cách là người đứng đầu là tổ trưởng chịu trách nhiệm thanh quyết toán, cũng như đưa ra các chủ trương cho các công ty hưởng lợi, do đó cần chịu mức án nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội một thời gian để răng đe. Các bị cáo thành khẩn ăn năn khắc phục hậu quả có nhiều thành tích nhân thân tốt, nên được áp dụng quy định giảm nhẹ một phần mức án, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Về dân sự, Tòa tuyên tịch thu xung công quỹ 2 tỷ đồng dõng tự nguyện nộp khắc phục hậu quả và số tiền các bị cáo khác đã nộp. Riêng Giang đã nộp tổng cộng hơn 10 tỷ đồng, nên sau khi trừ số tiền khắc phục hậu quả là 9,9 tỷ đồng, tòa án trả phần còn lại cho bị cáo. Trước đó, từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021, CDC Khánh Hòa tổ chức đấu thầu mua sắm các bộ hóa chất phục vụ xét nghiệm COVID-19, dõng chỉ đạo Huy thực hiện hồ sơ đấu thầu, các loại kit test phục vụ xét nghiệm PCR. Huy câu kết với Thúy và Giang thực hiện trái quy định 5 gói thầu, 116.000 test xét nghiệm với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng. Dõng đã không thực hiện mua sắm theo luật đấu thầu mà thống nhất để VNDAT giao hàng hóa trước cho CDC sử dụng. Theo hình thức cho mượn, sau đó Dõng chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ tổ chức và lựa chọn nhà thầu, trả tiền cho VNDAT đối với hàng hóa đã sử dụng với hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng và đấu thầu rộng rãi qua mạng. Thực tế, mỗi gói thầu chỉ có VNDAT tham gia và kết quả trúng thầu đã được ấn định trước. Các bị cáo đã thông đồng thực hiện trái quy định 5 gói thầu tạo điều kiện cho VNDAT thu lợi bất hợp pháp. Với mức lợi nhuận hơn 350% giá vốn gây thiệt hại cho nhà nước gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2020-2021, hộ kinh doanh Phong Phú đã trúng 37 gói thầu với tổng trị giá 17,3 tỷ đồng cung cấp các loại vật tư y tế, môi trường vận chuyển virus, hóa chất khử khuẩn, chloramine B phục vụ phòng chống COVID-19 cho CDC Khánh Hòa chủ hộ kinh doanh bị xác định đã cố ý cung cấp thông tin không trung thực, làm sai lệch thông tin sử dụng con dấu tài liệu giả của các hộ kinh doanh, lập khống hợp đồng nhân sự, hợp đồng kinh tế và giả mạo chữ ký để cung cấp hồ sơ dược thầu, nhằm được xét trúng 37 gói thầu, hưởng lợi bất hợp pháp và gây thiệt hại cho nhà nước gần 4,2 tỷ đồng. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ra thông báo truy tìm đối tượng Trần Thị Mỹ Hiền, sinh năm 1963, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trinh, quận 1. Bà Hiền là nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng đất vàng Hoàng Gia, là bị can trong vụ án Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angelina, công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và dịch vụ đất vàng Hoàng Gia, công ty trách nhiệm hữu hạng tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Len được xác định cùng đồng phạm lừa đảo nhiều khách hàng chiếm đoạt hơn 816 tỷ đồng. Ngay sau khi bị khởi tố với các bị can tội cùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì bà Hiền bỗng dưng bị bệnh tâm thần. Cơ quan điều tra đã 3 lần tiến hành giám định tâm thần đối với bà Hiền. Theo kết luận giám định mới nhất trước, trong và sau khi gây án, người phụ nữ này mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ bị can đối với bà Hiền sau khi áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc sẽ xử lý tiếp. Thế nhưng trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Trong vụ án này, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Phạm Thị Tuyết Nhung có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của công ty Angelina và công ty Đất vàng Hoàng gia. Mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán chuyển nhượng các thửa đất, một số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các lô đất chưa được chấp thuận phương án đầu tư, nhưng Nhung vẫn chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật bị can Nhung đã thuê người lập bảng vẽ, thiết kế, phân lô và đặt tên cho nhiều dự án khác nhau, chỉ đạo nhân viên quảng cáo gian dối, dẫn dắt giới thiệu khách ký hợp đồng với công ty. Từ đó, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 536,5 tỷ đồng. Đối với Trần Thị Hồng Hạnh, mặc dù biết rõ công ty Hoàng Kim Len đưa vào lập quy hoạch dự án không thuộc quyền sử dụng hợp pháp, tuy nhiên Hạnh đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền lập 7 dự án phân lô, từ đó chiếm đoạt của nhiều khách hàng số tiền 181,4 tỷ đồng. Sau gần một tháng tạm hoãn làm việc, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa có kế hoạch mở lại phiên xử phúc thẩm đối với Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên trong vụ án nữ sinh giao gà, và Vì Thị Thu, sinh năm 1982, liên quan vụ mua bán trái phép chất ma túy. Phiên xử diễn ra ngày 22 tháng 4 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên do thẩm phán Nguyễn Vũ Đông làm chủ tọa. Theo quyết định xét xử, bà Trần Thị Hiền có 6 người bảo chữa. Họ gồm các luật sư Giang Hồng Thanh, Trần Đình Triển, Trần Đình Minh Long, Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị Vi và Lương Đức Chính. Ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù, vì thị thu tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu oan. Phiên phúc thẩm diễn ra tháng 5 năm 2022 ở Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ. Do đó, quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến Trần Thị Hiền để điều tra, xét xử lại. Đối với bị cáo Vì Thị Thu, thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2023, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Gần đây nhất vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, phiên phúc thẩm được mở lại tại tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, nhưng Trần Thị Hiền tiếp tục kêu oan đề nghị hoãn phiên tòa vì vắng tất cả các luật sư bảo chữa cho mình, đều đã có đơn xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa và lý do sức khỏe không đảm bảo, sau đó hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Theo bản án sơ thẩm, do Trần Thị Hiền mua ma túy còn thiếu nợ của Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng đòi nhiều lần không được nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của Trần Thị Hiền để tạo sức ép. Quá trình giam giữ bắt cóc, các đối tượng đã nhiều lần cưỡng bức nạn nhân và sau đó là sát hại. Vụ án từng gây rúng động dư luận trong dịp Tết 2019.